Bây giờ chúng ta sẽ qua cái chủ đề thứ hai trong cái loạt bài về cái điện thế mạng cơ tim. Đó chính là cái chủ đề liên quan cái điện thế động của mạng tế bào cơ tim khi nó khẩn cực. Thì tôi xin vẽ lại cái hình của tế bào cơ tim. Như chúng ta biết trong cái bài trước đó, chúng ta có một cái bơm gọi là bơm ATP. Bơm ATP này giúp cho chúng ta có một cái duy trì một cái binh độ về kali bên trong tế bào rất là nhiều. Kali rất là nhiều. Và một cái natri bên ngoài tế bào rất là nhiều. Chúng ta thấy có cái binh độ. Cái bơm này nó, tôi xin nhắc lại luôn, nó bơm 2 kali vào và nó bơm 3 cái natri ra. Chúng ta sử dụng màu sắc để chúng ta thấy là chúng ta dễ phân biệt ba cái natri. Với cái vai trò của cái bơm này và cái sự thoát ra tự nhiên của các cái kênh kali, các kênh kali nó thoát tự nhiên, thoát tự nhiên, thành ra nó duy trì được một cái điện thế âm bên trong màng tế bào là âm 90 mV. Thì cụ thể nhất là tôi vẽ ha, đây là một cái điện thế đang có di động tĩnh là âm 90 mV. Thì đây là đến khi âm 90 mV á, thì sẽ không sự dịch chuyển của kali bên trong ra bên ngoài tế bào nữa. Do vậy nó sẽ duy trì được điện thế tĩnh, điện thế ổn định của màng tế bào là âm 90 mV. Thì vì lý do nào đó chúng ta có một kích thích điện thế, ví dụ một cái kích thích điện thế nào đó, một cái điện thế bất kỳ nó kích thích vô, ví dụ như là sự lan truyền của sóng thần kinh từ nơi khác nó tới, hay là một cái tế bào khác nó khử cực v.v. thì với cái sự lan truyền này nó kích vô màng, nó làm thay đổi điện thế màng của tế bào cơ tim ở một vị thế nào đó mà nó bị mất, không còn 90 nữa, nó dọt lên là âm 70 mV. Nó gọi là sự thay đổi điện thế màng cục bộ. Thì khi sự thay đổi điện thế màng cục bộ này dẫn đến là đây nó kích lên là âm 70. Thì khi xuất hiện có một cái dòng điện kích như vậy dẫn đến điện thế màng cục bộ một vị trí nào đó là tăng lên là âm 70 mV, thì khi đó có sự mở của cái kênh natri. Tại chúng ta thấy là cái kênh natri bình thường ở đó, thì tôi xin vẽ lên cái kênh natri cho các anh chị xem. Thì cái kênh natri nó khác cái kênh kali ở chỗ là như vậy. Cái kênh kali thì luôn luôn mở, chỉ dịch chuyển liên tục. Thì ngược lại kênh natri thì nó không mở mà nó mở dưới tác dụng của điện thế khi đạt được âm 70. Thì nó có hai cái, nó có hai cái van. Một cái van trong, một cái van bên ngoài. Cái van bên ngoài đang mở giữa chừng và van bên trong đó là tình trạng bình thường của nó. Thì dưới tác dụng kích thích của điện thế làm cho điện thế màng là từ âm 90 đến âm 70 thì sẽ kích hoạt cái kênh natri này. Thì nó sẽ gây ra hiện tượng là kênh natri bên trong tế bào nó sẽ mở ra, nó sẽ mở thẳng ra. Nhưng mà cái kênh bên ngoài á, nó sẽ có hiện tượng đi dần dần, nó đóng lại. Có nghĩa rằng là khi điện thế thay đổi lập tức ở trong bung ra, nhưng mà ngoài từ từ đóng lại, thì có khoảng thời gian ngắn giữa cái việc mở ra của hàng này và sự đóng lại của hàng này, thì cho phép natri từ bên ngoài tế bào đi vào bên trong tế bào. Các anh chị thấy là có sự cho phép natri từ bên ngoài cái bào nó đi vào bên trong thông qua cái kênh này. Thì nó khi nó đi vào như vậy dẫn đến cái điện thế bên trong tế bào nó sẽ dương hơn, từ âm 70 sẽ dương hơn. Thì nó gây một cái hiện tượng chúng ta thấy đây là sự thay đổi của điện thế màng của tế bào từ âm 70 dọt lên rất cao, do sự đi vào của natri từ bên ngoài vào bên trong tế bào. Nó lên có thể là 0 mV hoặc là có thể 10 mV, ví dụ như vậy, 10 mV. Thì khi nó kích lên như vậy, tuy nhiên do cái thời gian, có sự chênh lệch thời gian thì vừa natri vừa vào được một chút á, thì cái kênh bên ngoài nó đóng lại. Thì đến cái thì kế tiếp thì natri nó sẽ không còn nữa, đóng hoàn toàn. Nó sẽ đóng, mặc dù bên trong cũng mở. Thì khi này sẽ không còn sự di chuyển của natri bên trong tế bào nữa. Thì điện thế nó vọt lên đây. Thì khi điện thế vọt lên đây á, thì như chúng ta biết rằng là bản thân cái kênh kali thì nó luôn luôn mở. Do vậy, mặc dù natri nó đẩy màng lên, nhưng mà sau đó kali nó sẽ vẫn thoát ra bên ngoài liên tục. Thì khi kali thoát hoặc ra ngoài liên tục như vậy, thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là có một cái sự tái khử cực, các chị. Kali ra bên ngoài, có một, do kali từ dương từ trong tế bào nó đi ra bên ngoài, thành ra sẽ dẫn một hiện tượng là tái khử cực nhẹ di động đầu tiên. Tôi xin nói lại, natri
do hiện tượng cơ cực màng dẫn đến natri trong tế bào vọt ra bên ngoài, natri bên ngoài tế bào vọt vào bên trong tế bào, dẫn đến là điện thế bên trong tế bào cơ tim nó sẽ thay vì âm 70 nó dọt lên là 10 mV, nó dẫn đến cái hiện tượng chúng ta có thành màu xanh này. Khi nó dừng đây, đến đây nó thì là cái kênh natri đóng lại hoàn toàn rồi, thì cái kali nó vẫn thoát ra liên tục. Thì khi kali nó thoát ra thì đẩy cái ion dương từ bên trong ra bên ngoài, sẽ làm cho tình trạng là bên trong tế bào sẽ âm, thì nó kéo cái điện thế màng âm trở lại. Thì bản chất cái kênh này nó sẽ hoạt động liên tục, thành ra nó sẽ có khuynh hướng đi nhỉ, âm như vậy. Tuy nhiên đồng thời gian này thì có sự mở ra của cái kênh thứ ba gọi là kênh canxi. Kênh canxi, bản thân cái kênh này là cái kênh lệ thuộc vào cái điện thế màng. Thì do cái sự thay đổi điện thế màng từ âm 70 dọc lên âm 10 mV thì nó kích cái kênh canxi. Chúng ta có cái kênh canxi. Kênh này nó lại lệ thuộc vào cái điện thế màng. Thì ra vừa dọc lên thì cái kênh canxi nó lại mở ra cho phép canxi từ bên ngoài tế bào. Nó có hai ion đi vào làm cho có hiện tượng là dương hóa cái bên trong tế bào. Thành ra chúng ta sẽ có hiện tượng là nó dương hóa lên đây. Vậy tổng hợp chúng ta thấy cái hiện tượng là kali đi ra ngoài tế bào, đồng thời canxi đi vào bên trong tế bào, thì tổng hợp của hai lực này đó, nó gây một cái hình ảnh là đẳng điện. Tôi xin nói đẳng điện, gọi là cái pha đẳng điện bên trong màng tế bào. Tôi xin phép là bôi cái phần này thì chúng ta có thể mở rộng được cái phần hình ảnh. Đó, thì đây là cái sự ra vào của các kênh. Thì theo trên kênh canxi sau khi mở một thời gian thì kênh canxi bắt đầu đóng lại. Đến cái pha này thì bắt đầu kênh canxi nó bị đóng lại, nó không còn hoạt động nữa. Tuy nhiên các kênh kali thì nó vẫn cứ liên tục đẩy ra. Cái kênh kali nó liên tục đẩy ra. Trong khi canxi thì không còn mở nữa. Thì đến đây thì hoàn toàn các kênh canxi nó bị đóng hoàn toàn, thì dẫn đến là không còn cái hiện tượng canxi vào trong tế bào nữa. Ngược lại, kali thì tiếp tục đi ra ngoài tế bào, duy trì một cái điện thế âm, tạo điện thế âm. Đấy. Vì chúng ta thấy được cái pha này, ở cái pha này là cái pha đẳng điện này, thì có sự đi vào của kênh canxi và sự đi ra của kênh kali, dẫn đến là cái đường đẳng điện. Ngược lại đến cái pha này thì cái kênh canxi đã không còn nữa, chỉ còn kênh kali thôi, thì kali thoát liên tục ra bên ngoài, đưa hết dòng dương ra bên ngoài, dẫn đến là duy trì được cái điện thế âm bên trong màng tế bào, kéo về ở mức điện thế nghỉ ngơi của màng tế bào là âm 90 mV. Thì điểm đặc thù chúng ta nhớ chúng chú ý vấn đề này. Thứ nhất là đây là giai đoạn đẳng điện, đây là giai đoạn khử cực vì một tác nhân nào đó, dòng điện nào đó. Đến xong đó, cái pha này là pha natri. Sau pha natri sẽ là cái pha của canxi. Kali thì nó liên tục, thành ra chúng ta không cần đặt tên nó, mà chỉ cần là pha canxi. Đó, pha canxi là cái pha đẳng điện này. Và cuối cùng là chúng ta có cái pha là pha kali. Pha kali này, vai trò của nó giúp chúng ta kéo ngược lại đến cái hiện tượng duy trì được các điện âm, cái điện thế âm bên trong màng tế bào, gọi là điện thế nghỉ. Thì ở đây á, thì tôi xin lưu ý một cái đặc điểm như sau. Trong xuyên suốt ở 4 pha này, pha nghỉ ngơi, pha cực cực natri, pha canxi, pha kali và pha nghỉ ngơi, thực tế chỉ có 2 pha là có điện thế hoạt động ở màng, là pha natri và pha kali. Đấy, ở giai đoạn này nó đẳng điện. Hay nói cách khác, khi chúng ta ghi nhận á, thì chúng ta sẽ ghi nhận được cái sự thay đổi điện thế ở thời điểm này và giai đoạn này. Chứ đoạn này chúng ta không thấy, đoạn này chúng ta không thấy, tại vì nó hoàn toàn đẳng điện, nó không có thay đổi điện thế gì hết. Thì sau này các chị sẽ để ý là thấy nó sẽ liên đới với lại cái điện tâm đồ chúng ta học trong tương lai. Thì sẵn đây tôi nói luôn, thì chúng ta cái này chính là nếu chúng ta thấy trong phức hợp QRS thì cái pha này, cái pha khử của natri này sẽ tương đương với lại giai đoạn của pha phức hợp QRS. Sau đó giai đoạn đẳng điện này nó sẽ tương đương với lại giai đoạn đẳng điện của cái pha canxi, và cái pha kali này sẽ tương đương với lại cái sóng T chúng ta thấy ở cái điện tâm đồ mà sau này chúng ta nghiên cứu. Anh nha, sẵn đây chúng ta luôn nhớ vấn đề này để chúng ta liên đới được các cái bản chất của ion của màng tế bào với cái điện tâm đồ chúng ta ghi nhận trong tương lai. Thì đến đây thì tôi đã kết thúc về đặc điểm của điện thế động của màng tế bào cơ tim.